Các bạn đang xem chế độ video view 360. Để xem được chế độ view 360 rõ nét nhất từ link Zalo và Facebook, sau khi click vào link video bước 1, các bạn bấm bước 2 mở ứng dụng bên góc phải màn hình điện thoại. Sau đó bấm full màn hình và click chạm vào màn hình di chuyển hướng mình muốn xem, hoặc có thể cầm điện thoại xoay hướng muốn xem. Để trải nghiệm chế độ và xem video view 360 tốt nhất, các bạn nên xem trên trình duyệt web hoặc trên màn hình máy tính bảng. Sản phẩm chào bán hôm nay là căn nhà tọa lạc tại vị trí hẻm 791 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, có diện tích đất 50m², tổng diện tích sàn 105m², với kết cấu một trệt, một lầu. Giá đang được chào bán là 5 tỷ 100 triệu đồng. Căn nhà có vị trí căn góc hai mặt rất đẹp, hướng cửa căn nhà là hướng Đông Bắc. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 0983 383 509. Để xem được chế độ video 360, các bạn chạm vào màn hình di chuyển hướng mình muốn xem hoặc xoay điện thoại đến hướng muốn xem. Sản phẩm chào bán hôm nay là căn nhà tọa lạc tại vị trí hẻm 791 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, có diện tích đất 50m², tổng diện tích sàn 105m², với kết cấu một trệt, một lầu. Giá đang được chào bán là 5 tỷ 100 triệu đồng. Căn nhà có vị trí căn góc hai mặt rất đẹp, hướng cửa căn nhà là hướng Đông Bắc. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 0983 383 509. Để xem được chế độ video 360, các bạn chạm vào màn hình di chuyển hướng mình muốn xem hoặc xoay điện thoại đến hướng muốn xem. Để xem được chế độ video 360, các bạn chạm vào màn hình di chuyển hướng mình muốn xem hoặc xoay điện thoại đến hướng muốn xem. Nếu các bạn có nhu cầu mua bán cho thuê căn hộ và muốn biết chi tiết hơn qua hình ảnh VR thực tế ảo View 360 do công ty bất động sản ACB Land cung cấp, hãy truy cập website www.acbland.com.vn hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi qua số hotline 0983 383 509 để được đội ngũ nhân viên tư vấn